Xin chào các bạn, lại là Bơm đấy Tập 69 phần 1 Skippy Toilet đưa chúng ta đến với hành trình khám phá bên trong phòng thí nghiệm bí mật của Skippy Toilet Tập phim dài 2 phút 40 giây này rất đặc biệt Khi lần đầu tiên, Daft không cho thay đổi cameraman POV POV lần này vẫn là anh chàng plunger cameraman của chúng ta Chưa dừng lại ở đó, nó còn hàm chứa nhiều bí ẩn mà có thể bạn đã bỏ qua vũ khí của Blanchard Cameraman đã được nâng cấp. Điều kỳ lạ là không có sang Cameraman nào đi cùng quân đoàn liên minh. Vậy ai đã nâng cấp vũ khí cho Blanchard? Lần đầu tiên một bộ xương có người xuất hiện trong Skippy Toilet, nó hàm chứa một bí mật rất khủng khiếp. Bạn có biết bí mật đó là gì không? Tại sao những con Skippy Toilet bị nhốt trong phòng giam này lại có biểu hiện kỳ lạ đến vậy? Bạn có nhận ra sự quen thuộc của tên Skippy Toilet đội nón đen? Ai đây nhỉ? Plunger Cameraman đã đắm hai cú rất mạnh vào mặt Dark Spiderman. Tại sao lại vậy? Dark Spiderman có làm gì sai không? Và còn nhiều bí ẩn thú vị khác. Vì vậy, bạn hãy xem đến hết video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nhé trước khi vào video bùm muốn nói với các bạn điều này thời gian qua do ba bùm bị bệnh nặng gia đình có mỗi bùm là con trai nên phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc ba đó là lý do bùm không thể lên video phân tích kịp thời cho các bạn nên rất mong các bạn thông cảm qua video này bùm muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn viewer đã gửi lời chúc sức khỏe đến ba bùm ở phần bình luận cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu quý ủng hộ bùm suốt thời gian qua để bùm có chi phí duy trì phát triển kênh và chăm sóc gia đình đối với bùm như vậy đã là quá đủ vì vậy bùm chỉ nhận lời chúc sức khỏe và xin từ chối nhận donate dưới mọi hình thức xong bùm rất mong các bạn thông cảm vui vẻ đón nhận các quảng cáo xuất hiện trong video của bùm cái đó là bùm nói cho video khác chứ video này thì không có quảng cáo gì đâu nghe Honkai Star game di động hay nhất năm của TGA, game hay nhất năm 2023 trên Google Play và App Store. Tựa game RPG vũ trụ kỳ ảo mới đa nền tảng do HoYoverse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất. Đây là game miễn phí và chia sẻ dữ liệu đa nền tảng. Bạn có thể chơi nó trên cả máy tính và điện thoại di động, chưa hết đâu. Hiện tại, bạn còn có thể tìm kiếm trò chơi này trong cửa hàng PS và trải nghiệm nó trên PS5. Trong phiên bản 1.6, vương miện của phàm nhân và thần thánh, bạn sẽ có cơ hội sở hữu hai vị tướng năm sao mới nhất Ruami đã mắc ngày 27 tháng 12 đến ngày 17 tháng 1 là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sinh mệnh có thể tăng tốc độ và hiệu suất phá vỡ cho phe ta Ruani, là nhân vật hòa hợp thuộc tính bản có thể tăng hiệu quả hỗ trợ rất hữu ích cho phe ta như hiệu ứng phá vỡ và tốc độ Dr. Radio đã mắc ngày 17 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 Dr. Radio là một Mỹ Nam rất ngầu thích chuyên bá kiến đất dù phong độ ngờ ngời nhưng tính tình cổ quái nói chuyện hơi cay nghiệt Dr. Radio là nhân vật săn bắn thuộc tính số ảo, có đòn đánh theo sầu sức mạnh, nhận các loại búp mạnh mẽ căn cứ theo hiệu ứng xấu của phe địch. Trong ngày 17 tháng 1 năm 2024, các nhà lữ hành đăng nhập Honkai Star Rail sẽ nhận được nhân vật năm sao Doctor Radio. Đây là lần đầu tiên Honkai Star Rail tặng nhân vật năm sao giới hạn. Mọi người mau vào game để nhận nào. Trong phiên bản 1.6, bạn sẽ đến chạm không gian giúp cho Ruami giải quyết vấn đề và trải nghiệm những cập nhật mới đầy thú vị. Cảm nhận sức mạnh của Suezi, nhân vật bốn sao có thể làm giảm sức bền của kẻ địch cùng chào đón một bản đồ hoàn toàn mới hoàn cách ly đón chào sự trở lại của nhân vật được yêu thích nhất là và Kafka. ngoài ra miễn phí rút nhân 10 đang chờ bạn đăng nhập 7 ngày sẽ miễn phí nhận 10 vé tinh cầu đặc biệt chúng ta có thể dùng nó để rút ruami và doctor radio lên tải game bừng có để ở phần mô tả và bình luận các bạn nhớ tải về và trải nghiệm ngay nhá còn nữa nhập gift code vào để nhận 50 ngọc ánh sao miễn phí còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai sting, uống snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu video ta nghe được tiếng hét thất thanh của một con Skibi Toilet. Nó thị uy sức mạnh trước mặt Blanchard Cameraman. Và bạn có để ý không? Một chiếc van màu đỏ kỳ lạ ghim vào mắt trái con Skibi Toilet. Nó là gì nhỉ? Đây chính là chiếc van quen thuộc trong The vào logo cảnh intro game Half-Life năm 1998 đến năm 2006. Một biểu tượng đem đến cảm giác kinh dị đến rợn người, báo hiệu đây sẽ là tập phim cực kỳ đen tối. Ngay sau đó, Blancher Cameraman đấm vào mặt con Skippy Toilet, dùng tay còn lại đỡ cú xiên, tiếp tục đấm, đạp, cầm vũ khí tấn công liên tục và đương nhiên rồi còn Skippy Toilet đăng xuất ngay sau đó ở cảnh này ta thấy được Blunder cameraman đã được nâng cấp tay anh xuất hiện móng vuốt sắt thuộc bùn câu cũng có gai nhọn lạ nhỉ đâu có san thịt cameraman nào đi cùng quân đoàn liên minh vào căn cứ Skippy Toilet đâu tại sao Blunder lại được nâng cấp vào lúc này giả thuyết của bầm La móng tay sắt thực tế là vũ khí đã được nâng cấp trước đó của Blanchard Cameraman. Suốt từ tập 63 đến giờ, anh chưa đối diện với tình huống cận chiến kiểu này nên chưa thể hiện sức mạnh. Còn ở đây, khi con Skippy Toilet dồn lên chơ vào đường cùng, anh buộc phải nhịn đau để móng sắt đâm qua da thịt tự giải thoát mình khỏi tình huống nguy hiểm về thuộc bồn cầu thì có thể là những thứ được tận dụng từ chính những chiếc chân nhện của Skippy toilet dao của Dark speaker spikerman đủ sắc nhọn để cắt những chiếc chân nhện này ra và gắn vào thuộc bồn cầu của Plunger cameraman sao cũng được ta tiếp tục với tập phim nhé Dark speaker spikerman thể hiện kỹ năng sát thủ của mình khi dễ dàng ghim đầu ký sinh Skippy toilet vào tường lại một đầm nữa vào con bên trái không để anh nghĩ ngơi. ký sinh Skippy thứ ba nhảy lên lưng đất spikerman nhưng một lần nữa nó đã thất bại Cảnh phim này đã hé lộ khả năng mới của Dark Spiderman. sinh Skibidi dù đã bắt đầu quá trình cấy vào vật chủ và lan truyền ánh sáng xanh dương, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với Dark Spiderman. Anh gỡ nó ra khỏi cổ, dùng tuyệt kỹ sóng âm để làm choáng và quăng thật mạnh con ký sinh xuống đất, khiến nó đăng xuất ngay lập tức. Ngay sau đó, linh chơ cameraman quay lưng về sau và ta phát hiện anh chàng Lucky đang tạo dáng chụp hình cực ngậu bằng cách dẫm một chân lên con ký sinh skip đi, nhìn anh như diễn viên hàn quốc với dáng dấp cào ráo trang phục lịch lãm khuôn mặt thanh toát ủa mái tóc đen dài kiểu cọ cái gì vậy? Thần thái toát lên vẻ Cầm miệng, mày chơi đá quá 180 phút mày rồi hả? Lucky đang cầm bản điều khiển trên tay để dò tìm đường đi Ngay phía sau anh là bảy thanh niên trẻ khỏe, mạnh mẽ, cờ bắp lực lưỡng Nữa hả? Hết cú Không hiểu các anh nghĩ gì mà tấm tụm lại dí vào tấn công một chiếc bùng cầu thanh long ở đây Còn hai anh chàng này thì... À thôi bỏ đi, điều đáng nói là Speakerman này, ta có cảm giác anh đến để chụp hình đám cưới hơn là làm nhiệm vụ quan trọng quanh tay trước ngực chân đạp vào tường, mắt nhìn vào nơi vô định tỏ vẻ thượng đẳng. Bùm nghĩ, hình ảnh này đơn giản là đạp phút buồn muốn thêm vào để tạo cảm giác vui vẻ cho người xem. Dưới ngồi bút phân tích sắc bén của bùm, cảnh này hướng như được tăng thêm phần ngáo chó. Bớt phân tích mấy cảnh này dùm tao một cái. Lucky cameraman gật đầu như thông báo. Ok, tôi đã biết đường đi. Ngay sau khi plunger quay qua trái, ta phát hiện hai con Skippy Toilet trong phòng giam dơ đầu ra run sợ và ngạc nhiên. Khi quân đoàn liên minh bước tiếp về trước thì hàng loạt cảnh tượng lạ lùng thi nhau xuất hiện. Một con Skippy Toilet bốc cháy nhưng vẫn còn sống. Một con Big Skippy Toilet rung lắc dữ dội nhìn vô cảm ra ngoài. Ba con Skippy Toilet có cái đầu bộ xương giống như con Skull Skibidi xuất hiện trong tập 55. Và nếu bạn để ý thì trước đó khi Lucky mở cánh cổng ta còn thấy một bộ xương người ở phía dưới này. Đây không phải là bộ xương duy nhất vì trước đó nó còn xuất hiện ở đây và ở đây. Tất cả những chuyện lạ lùng này là sao? Nó hàm chứa bí ẩn gì chăng? Giả dạ, thuyết của Bầm là Đây là cảnh phim rõ ràng nhất cho chúng ta biết được Nguồn gốc thật sự của lũ Skibidi Toilet Ba bộ xương người đã khẳng định phòng thí nghiệm bí mật này chính xác là do con người tạo ra nó bắt nguồn từ tổ chức DNA mà Bum đã phân tích ở những tập phim trước tổ chức này đã bí mật thực hiện những thí nghiệm đen tối trên con người họ bắt giữ và thay đổi DNA của tù nhân ghép nối cơ thể con người vào những thứ kỳ dị gắn cả thêm vũ khí nhằm tạo ra những cỗ máy chiến tranh thật sự con người ghép vào bồn cầu hay còn gọi là Skippy Toilet chính là đội quân khát máu, con người ghép vào camera hay còn gọi là cameraman là biệt đội quan sát, con người ghép vào TV, bộ loa hay còn gọi là TV man, speaker man sẽ làm nhiệm vụ truyền tin. Và vì Skippy Toilet được tạo ra để chiến đấu nên chúng đã bị lấy đi gần như toàn bộ nhân tính. Chúng chỉ biết chém giết, sát hại mọi thứ, kể cả đồng đội của mình. Còn camera, TV, speaker man chỉ làm công việc hậu phương nên vẫn còn đầy đủ nhân tính. Thật không mấy, thí nghiệm của tổ chức DNA đã phản tác dụng. Bọn Skippy Toilet không còn nghe lời chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của G-Man, Skippy Toilet tàn sát toàn bộ con người trong vòng thí nghiệm và sau đó là trả thù cả loài người. Hướng ngược lại là sự dẫn dắt của đặc vụ bí ẩn, người duy nhất còn sống cho đến thời điểm hiện tại. Anh bí mật điều tiết camera, TV, stickerman chống trả lại bọn Skippy Toilet. Chính con người đã tạo ra cuộc chiến Con người là nguyên nhân của mọi việc Con người mới là thứ tàn độc nhất Bọn Skippy Toilet đã phải chịu đựng nhiều sự tra tấn Qua thí nghiệm đen tối Chúng phải ở trong vòng giam Và bị tác động não bộ Đến mức điên loạn sợ hãi Đầu đớn khi bị đốt cháy Bị tâm thần không còn nhận thức được mọi việc Đến lúc chết biến thành những bộ xương Mà vẫn không thể siêu thoát nếu là bạn khi bị hành hạ đến mức này thì có vùng lên chống lại loài người không? bùm không binh vực Skippy Toilet nhưng hành động của chúng là có nguyên nhân chính đáng. Nếu g không đứng lên lãnh đạo Skippy Toilet tấn công tổ chức DNA thì còn bao nhiêu đau đớn mà Skippy Toilet phải chịu đựng nữa? Về vấn đề tại sao chúng tấn công toàn bộ loài người ư? Bạn có dám chắc không còn tổ chức DNA thứ hai, thứ ba, thứ N tiếp tục thực hiện thí nghiệm đen tối không? Tốt nhất là diệt cỏ tận gốc, loài người và Skippy Toilet không thể sống cùng một hành tinh. Ok, bùm hơi lạm bàn về tâm lý học tội phạm. Chúng ta tạm dừng tại đây và phân tích vào nội dung phim nhé. Lucky cameraman mở cửa để dẫn đường cho quân đoàn liên minh tiến về trước. Tại đây vẫn còn dấu tích của cuộc chiến giữa con người và Skibidi Toilet, máu vẫn còn đầy sàn nhà ngay dưới cánh cổng. Đúng lúc này, một con Skibidi Toilet đột biến xuất hiện trên cao. Tên này đã được nâng cấp với cánh tay của giáp bảo vệ. Nó nhảy xuống, giật phăng đầu cameraman xấu số. Dũng mãnh tiến lại gần Blincer để tấn công. Cameraman phía sau nhanh chóng dùng súng điện để khống chế. Tuy không thể làm nó đứng yên như những con Skibidi Toilet lở khác, nhưng đủ để làm chậm bước tiến của tên Skibidi đột biến chào bò này, không bỏ qua định tấn công nó liên tục cào cấu, hét vào mặt Blencher. Blencher cố gắng phản đòn nhưng chẳng thấm. Chỉ khi Dark Spiderman kim hai dao vào đầu con đột biến thì Blencher mới có cơ hội hạ gục nó. Nếu xét trên phương diện sức mạnh, thì Bum đánh giá con Skibidi Toilet đột biến này là mạnh nhất trong số Skibidi có kích thước nhỏ. Nếu là Solo 1 vs 1, rất có thể chơi đã bị nó hạ sát rồi Không để mọi người nghĩ một giây Bọn Skippy Toilet đã bật đèn đỏ Báo hiệu và ra lệnh tấn công Lucky cameraman nhanh chóng Đóng các cánh cổng để cản đường Mở cánh cổng khác để dẫn đường cho quân đoàn liên minh Trong quá trình chạy trốn Một con Skippy Toilet có khuôn mặt Quen thuộc xuất hiện Với bạn nào đam mê âm nhạc thì nhận ra ngay Đây chính là ông hoàng nhập bóp Michael Jackson Với chiếc nón đèn mang tính thương hiệu Chẳng hiểu tại sao hai anh chàng Speakerman này lại hành động rất giả dốt Thay vì bỏ chạy thì nhảy múa vô tư trong lúc tình thế cực kỳ nguy cấp Hai anh đã phải trả giá khi Michael Toilet phá vỡ cánh cổng và tiếp tục rượt đuổi quân đoàn liên minh Mọi người bỏ chạy thuộc mạng vì với sức mạnh hiện tại không ai đủ khả năng đối đầu với Michael Toilet Thật không may, hai cameraman đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Dark Spiderman quyết đoán giật lấy điều kiện của Lucky để đóng cánh cổng. Nhận ra điều đó, lên giơ tay ngăn cản, nhưng mọi việc đã rồi. Hai người đồng đội cameraman đằng suốt ngay trước mặt lên chơ, còn Michael Toilet cũng đã bị cản lại. Dark Spiderman chậm mặt nhìn xuống đất, còn lên chơ thì nổi giận đùng đùng tiến lại gần đẩy đắt vào tường đấm hai cú vào mặt và kìm nén mọi cảm xúc đấm cú cuối cùng vào tường hai đấm vừa rồi rất mạnh mắt của đắt bị vỡ một đường chéo cho thấy sự nóng giận cực độ của blender cameramen cá nhân bùm đánh giá thì hành động của đắt speakerman không sai nếu không kịp thời đóng cổng chấp nhận hy sinh hai cameramen thì có lẽ tất cả mọi người đã cùng nhau đăng xuất từ cảnh này cũng cho thấy mức độ khốc liệt cùng sự nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này, dù muốn hay không thì mọi người vẫn phải đưa ra quyết định tốt nhất trong tình huống cấp bách, kể cả là bỏ lại đồng đội của mình. Sự quyết đoán của Dark Speakerman là mảnh ghép hoàn hảo để ngăn cản sự liều lĩnh bất chấp của Blender Cameraman. Trên đoạn đường sắp tới sẽ còn rất nhiều nguy hiểm. Không ai biết được ánh sáng vàng phía cuối con đường còn nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mọi người đã có đủ kinh nghiệm và sự đau thương để bước tiếp. Họ đang mang trên mình trọng trách của những đồng đội đã khuất. Chúng ta cùng nhau vững bước tiến về phía trước và chào đón một tập phim thú vị khác mang tên Skippy Toilet. 69 phần 2. Trên đây là tất cả phân tích của Bùm về tạp phim. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình là Bum, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Bye bye!